Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã quý 3 năm 2023 trực tuyến đến 89 điểm cầu với trên 5.000 đảng viên tham dự. Giờ sinh hoạt triển khai chuyên đề quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, gắn với chương trình phát triển đô thị thị xã Mỹ Hào đến năm 2030. Đồ án quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào có diện tích gần 7.940 ha theo hướng đô thị thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Xây dựng thị xã đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 2. Dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng trước gồm nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, xây dựng đài hóa thân và công viên nghĩa trang tập trung, lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu đô thị hành chính trung tâm mới của thị xã, xây dựng các tuyến đường kết nối nội thị và các khu vực lân cận. Giờ sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp cho các đảng viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác quy hoạch đô thị Mỹ Hào. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, sau 9 tháng năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 1.128 doanh nghiệp, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký mới đạt trên 19.700 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh là 652 doanh nghiệp, tăng 23%. Số doanh nghiệp giải thể là 228 doanh nghiệp, tăng 19%. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 315 doanh nghiệp, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên vẫn duy trì đà tăng trưởng ở mức 6,07% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 29 tháng 9, ông Nguyễn Thanh Long cùng Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long và một số đối tượng liên quan bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ. Năm 2020, khi Covid-19 bùng phát mạnh, Phan Quốc Việt, giám đốc công ty Việt Á biết chủ trương nghiên cứu sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch nên xin cùng tham gia đề án. Để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, Việt bị cáo buộc đưa hối lộ 106 tỷ đồng, trong đó có 3 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng, tổng 82 tỷ đồng, chi cho 6 quan chức. Cụ thể, ông Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương 51 tỷ đồng. Ông Hùng nhận 350.000 đô la Mỹ, tương đương 8 tỷ đồng. Ông Tuấn nhận 300.000 đô la Mỹ, tương đương 6,9 tỷ đồng. Ông Nguyễn Huỳnh nhận 54 tỷ đồng, trong đó đưa cho ông Long 50 tỷ, hưởng lợi 4 tỷ. Ngoài ra, Việt còn cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 đô la Mỹ, ông Chu Ngọc Anh 200.000 đô la Mỹ, ông Phạm Công Tạc 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1,1 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 10, theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 86.078 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ, số mắc tăng 75%, số tử vong tăng 18%. Riêng trong tuần qua, cả nước ghi nhận 5.250 ca mắc tay chân miệng. Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng virus Enterovirus 71 và Coxsackie A16 gây ra. Bệnh có thể xảy ra trên mọi đối tượng, tuy nhiên có đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Hiện đang là thời gian đầu năm học mới, có nhiều nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng nếu các trường học và đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ gia đình không thực hiện tốt các biện pháp cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ khuyến cáo nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được xác định mức độ bệnh, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Cha mẹ không nên tìm hiểu trên mạng rồi tự ý dùng thuốc có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm. Hiện nay, tình hình dịch đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trong thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều ca mắc trong các cơ sở giáo dục. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên có 16 lớp với trên 630 học sinh. Trong khoảng 2 tuần qua, số học sinh trong trường bị đau mắt đỏ lên đến gần 30 em. Để ngăn chặn sự lây lan bệnh đau mắt đỏ trong học sinh, nhà trường đã chủ động thông tin đến phụ huynh thông qua nhóm Zalo về diễn biến của dịch bệnh để thực hiện các biện pháp phòng tránh. Nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nước sạch, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Đặc biệt hạn chế tiếp xúc với các bạn có biểu hiện nghi bị đau mắt đỏ, đảm bảo vệ sinh lớp học và các khu vực sinh hoạt chung.
Trên địa bàn huyện Văn Lâm hiện có trên 4.000 chủ nhà cho thuê nhà để ở, thì chỉ riêng thị trấn Như Quỳnh và xã Tân Quang đã có gần 800 hộ đang kinh doanh, song công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được coi trọng. Tòa nhà 5 tầng cho thuê để ở của một gia đình tại xã Tân Quang có 34 phòng với diện tích từ 18m2 đến 30m2 một phòng. Mặc dù đã hoạt động 3 năm nhưng hầu hết các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đều chưa được thực hiện. Hiện chỉ có duy nhất một lối đi rộng khoảng 2m được thiết kế cổng. Do không được thường xuyên trau dồi kiến thức về phòng cháy chữa cháy nên cả chủ trọ lẫn người thuê nhà đều chưa nắm chắc về quy trình chữa cháy và biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ. Phòng nhỏ dưới 20m2 nhưng bố trí nấu ăn, sinh hoạt khép kín nên rất mất an toàn. Được biết, công an hai xã Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh đã xử phạt vi phạm hành chính gần 500 trường hợp với mức phạt 400.000 đồng một hộ kinh doanh vi phạm các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với dịch vụ cho thuê nhà để ở và dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, việc xử phạt chỉ để cho tồn tại. Liên tiếp trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 2 vụ cháy. Tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng cho thấy vẫn còn sự lơ là chủ quan trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, xảy ra cháy tại xưởng in của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại in bao bì Hùng Linh tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, diện tích nhà xưởng khoảng 600m2. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy làm hư hại khoảng 150m2 nhà xưởng và một số máy móc, thiết bị, hàng hóa. Rất may không có thiệt hại về người. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 9, xảy ra cháy tại cửa hàng buôn bán thời trang tại khu cầu Khé, xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, không có thiệt hại về người và tài sản thiệt hại không đáng kể. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra phát hiện và tạm giữ một khối lượng lớn cát xây dựng khai thác và mua bán trái phép. Khối lượng lớn cát không có nguồn gốc hợp pháp bị tạm giữ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Phúc do Nguyễn Văn Hoàng làm giám đốc, đóng tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bước đầu kiểm tra, xác định công ty của Nguyễn Văn Hoàng là thành viên góp vốn với một cơ sở khác để khai thác cát theo giấy phép được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp, có thời hạn đến ngày 12 tháng 6 năm 2023 tại Bãi Nái, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Mặc dù giấy phép đã hết thời hạn, nhưng từ tháng 7 năm 2023 đến khi bị phát hiện, ông Nguyễn Văn Hoàng vẫn tiếp tục thuê người đến khu vực mỏ để khai thác và vận chuyển về bãi tập kết của công ty tiêu thụ với tổng khối lượng lên tới 2.000 mét khối cát. Công ty của ông Nguyễn Văn Hoàng đã xuất bán gần 1.500 mét khối, số còn lại chưa tiêu thụ là 569 mét khối. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tối ngày 30 tháng 9, theo giờ địa phương, dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời đã được Thượng viện Mỹ thông qua sau khi vượt ải Hạ viện, giúp tránh nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa ngay hạn chót. Theo đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời với tỷ lệ 88 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Toàn bộ 9 lá phiếu chống đều thuộc các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa. Dự luật giúp chính phủ Mỹ mở cửa đến ngày 17 tháng 11, được Hạ viện thông qua vài giờ trước đó. Dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ngay lập tức để nhà lãnh đạo ký ban hành trước hạn chót là nửa đêm. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, dự luật chi tiêu tạm thời được Hạ viện thông qua bao gồm các khoản cứu trợ thiên tai và biện pháp đặc biệt giúp duy trì các hoạt động của Cục Hàng không Liên bang FAA. Tuy nhiên, dự luật không bao gồm ngân sách để viện trợ cho Ukraine. Người đàn ông ngoài 60 tuổi bị nghi liên quan vụ chặt trộm cây Robin Hood 300 tuổi mang tính biểu tượng sau khi một thiếu niên bị bắt. Người đàn ông đã bị cảnh sát thẩm vấn với cáo buộc chặt trộm cây sung dâu Sycamore Gap nổi tiếng ở công viên quốc gia Northumberland ở hạt cùng tên, phía đông bắc nước Anh. Trước đó, một thiếu niên 16 tuổi cũng bị bắt với cáo buộc tương tự và được tại ngoại. Cơ quan thanh tra lên án hành động phá hoại một cách vô nghĩa cây nổi tiếng thế giới và là báu vật địa phương đã dẫn tới làn sóng phẫn nộ, sốc và bàng hoàng khắp khu vực. Cây sung dâu Sycamore Gap khoảng 300 tuổi được hàng triệu người biết đến với biệt danh cây Robin Hood khi xuất hiện trong bộ phim bom tấn Robin Hood, Hoàng tử Lục Lâm năm 1991. Cây nằm cạnh bức tường Hadrian do người La Mã xây dựng vào khoảng 1.900 năm trước, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một nhà thiết kế nữ trẻ tuổi người Italia mới đây đã cho ra mắt một ly kem đặc biệt được làm từ rác thải nhựa, mang theo thông điệp thức tỉnh con người về rác thải nhựa và những gì chúng ta ăn uống. Thoạt nhìn, chắc hẳn nhiều người sẽ không thể nào cứng lại sự hấp dẫn của ly kem mát lạnh.
Tuy nhiên, sản phẩm lại không có các nguyên liệu quen thuộc như sữa, đường, mà là ly kem làm từ rác thải nhựa đầu tiên trên thế giới và dĩ nhiên là không thể ăn được. Ly kem màu trắng trông như kem hương vani mang tên Hương vị tội lỗi là tác phẩm của nghệ sĩ, nhà thiết kế người Italy, Otto Lani. Chị đã dùng các vi khuẩn và enzyme phân hủy rác thải nhựa để biến chúng thành lớp bọt xốp mịn trông giống hệt ly kem. Chị Otto Lani có ý tưởng làm ra ly kem đặc biệt khi chứng kiến những khu đô thị có quá nhiều rác thải, nhưng số lượng rác được tái chế lại quá ít. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.